Trong bữa tiệc ăn mừng chức vô địch Nam Mỹ thứ 16 của tuyển Argentina cách đây ít ngày, Enzo Fernandez livestream trên trang cá nhân bầu không khí ăn mừng cùng các đồng đội. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cầu thủ Argentina, trong đó có Enzo, Emiliano Martinez, đồng thời hát một ca khúc nhạc chế, trong đó có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm tới Kylian Mbappe và nhiều cầu thủ da màu khác. Bọn nó chơi cho tuyển Pháp nhưng đến từ Angola, mẹ nó là người Nigeria, bố thì đến từ Cameroon, thế mà hộ chiếu vẫn là người Pháp. Lionel Messi không có mặt trên xe buýt hôm đó, anh rời đội để về nhà riêng tại Florida sau trận chung kết. Trong lễ ăn mừng vô địch World Cup 2022, khi thấy Rodrigo De Paul và vài cầu thủ định hát bài này, Messi đã can ngăn để họ ngừng lại. Trong động thái mới nhất, Liên đoàn bóng đá Pháp đã chính thức khởi kiện lên FIFA. Trước những hành động đi ngược lại với những giá trị thể thao và nhân quyền, Chủ tịch FFF quyết định gửi đơn kiện Liên đoàn bóng đá Argentina lên FIFA vì để cầu thủ có hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc. Nếu FIFA mở cuộc điều tra và xác định Enzo cùng các đồng đội có hành động phân biệt chủng tộc, họ có nguy cơ nhận án phạt cực nặng, thậm chí cấm thi đấu dài hạn ở cấp tuyển quốc gia. Nhiều cầu thủ da màu của Chelsea như Alex Disasi, Malo Gusto, Wesley Fofana bỏ theo dõi tài khoản của Enzo trên mạng xã hội. Thậm chí, huyền thoại John Terry và một số cầu thủ Anh như Conor Gallagher cũng có động thái tương tự để phản đối Enzo. Riêng với Wesley Fofana, anh còn công khai chỉ trích hành động của Enzo. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Pháp đã nổi giận, họ đệ đơn kiện, đồng thời yêu cầu FIFA phải làm rõ sự việc này. Vụ việc bắt nguồn từ bữa tiệc ăn mừng chức vô địch Nam Mỹ thứ 16 của tuyển Argentina khi Enzo Fernandez tham gia bài hát có lời lẽ hàm ý phân biệt chủng tộc. Trên trang cá nhân, Enzo đã lên tiếng xin lỗi về hành vi sai trái của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả vì đoạn video đăng trên trang cá nhân trong lễ ăn mừng cùng toàn đội. Bài hát này bao gồm những từ ngữ mang tính xúc phạm rất lớn và tôi hoàn toàn không có lý do để bào chữa cho những lỗi lầm này. Tôi luôn là người chống lại mọi phân biệt chủng tộc nhưng thành thật xin lỗi vì để bản thân cuốn vào sự hưng phấn sau khi lên vô địch Copa America. Đoạn video đó hay những khoảnh khắc đó chắc chắn không thể phác họa đúng về tính cách và con người của tôi. Tôi chân thành xin lỗi. Với việc giành chức vô địch, Tây Ban Nha chiếm đa số khi có đến 6 gương mặt trong đội hình tiêu biểu Euro của UEFA, bao gồm hậu vệ Marco Cucurella, bộ ba tiền vệ Fabian Ruiz, Rory, Dani Olmo cùng hai ngôi sao chạy cánh Nico Williams và Lamine Yamal. Đây đều là những cái tên không phải bàn cãi bởi tất cả họ đều là công thần giúp cho Tây Ban Nha lên đỉnh trời Âu. Dù vậy, ở năm vị trí còn lại cũng có hai gây ra sự tranh cãi. Đầu tiên là vị trí thủ môn khi Mike Maignan của Pháp được chọn thay vì Jordan Pickford, người đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc cho tuyển Anh. Ở vị trí hậu vệ phải, Kyle Walker là cái tên duy nhất của tuyển Anh hiện diện. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Walker không xứng đáng bởi Dani Carvajal của Tây Ban Nha được đánh giá là xuất sắc hơn. Tại Euro 2024, Carvajal bị treo giò một trận vì án treo giò, xong lập tức thể hiện được tầm ảnh hưởng khi vừa quay trở lại. Cặp trung vệ trong đội tiêu biểu thuộc về William Saliba của Pháp và Manuel Akanji của Thụy Sĩ. Đây đều là hai cái tên rất xứng đáng. Chủ nhà Đức bị loại từ tứ kết, song vẫn có một cầu thủ hiện diện là Jamal Musiala. Cristiano Ronaldo đã có một kỳ Euro 2024 đầy ác mộng. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà Ronaldo không thể ghi được bàn thắng nào ở một giải đấu lớn. Bồ Đào Nha bị Pháp loại ở vòng tứ kết sau loạt luân lưu. João Felix là cầu thủ sút hỏng của đá luân lưu quyết định. Sau tiếng còi mãn cuộc, Cristiano Ronaldo không an ủi người đồng đội mà quyết định đi thẳng vào trong đường hầm. Và hành động của Ronaldo khiến cho cựu cầu thủ của Dieman Hamann cảm thấy phẫn nộ. Mọi người đều đến bên João Felix, nhưng Ronaldo không quan tâm. Cậu ấy đi thẳng vào đường hầm. Tôi nghĩ Felix cần một cái quàng tay qua vai từ người đội trưởng. Nhưng Ronaldo đã mau chóng đi vào trong đường hầm. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy đã chơi bóng 22 năm mà không hiểu cách mà đội gắn kết. Tôi nghĩ cách mà Ronaldo ứng xử cả trong giải đấu, chơi nhiều nhất đội khi cậu ấy không còn đủ năng lực, là một trong những hành động ích kỷ nhất mà tôi từng thấy ở một môn thể thao tập thể. Ronaldo có hàng trăm triệu người theo dõi và nhiều đứa trẻ nhìn vào cậu ấy. Tôi không muốn nói với những đứa trẻ này rằng nếu cư xử như thế trong xã hội này, trong công việc hay trong mọi trò chơi tập thể thì bạn sẽ không thành công. Đúng, Ronaldo sẽ được ghi danh là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng khi nhìn vào những hành vi của cậu ấy ở giải này, tôi nghĩ cậu ấy quá tệ. Trong buổi lễ ra mắt, Mbappe liên tục hôn lên logo áo đấu của Real Madrid. Siêu sao sinh tại Pondi khẳng định khoác áo Real Madrid là ước mơ khi còn trẻ. Đồng thời, anh đã muốn đến đội bóng Tây Ban Nha từ 3 năm trước, nhưng phải chờ đến giờ mới đạt được mong muốn. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có thể dõng dạc nói rằng mình là cầu thủ của Real Madrid. Đây là giấc mơ từ thuở thơ ấu và tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực, bạn không thể dùng tiền để mua giấc mơ được.
Đáng chú ý, Mbappé đã lặp lại những gì mà Cristiano Ronaldo đã làm ở lễ ra mắt Real Madrid cách đây 15 năm. Khi đó, Ronaldo đã hổ 1-2-3 Hala Madrid. Hành động này cũng được Mbappé lặp lại khi chân sút người Pháp khẳng định anh muốn tri ân thần tượng Ronaldo. Tôi đã tri ân thần tượng Cristiano Ronaldo của mình trong lễ ra mắt hổ 1-2-3 Hala Madrid. Tôi với anh ấy thường hay nhắn tin trò chuyện, Ronaldo luôn cho tôi rất nhiều lời khuyên quý báu, tôi muốn gửi đến anh ấy một cái ôm. Mbappé sẽ mang áo số 9 tại Real Madrid. Một số nguồn tin cho rằng Mbappé muốn lấy áo số 10 của Luka Modric. Tuy nhiên, thủ quân của tuyển Pháp khẳng định chưa bao giờ đề đạt nguyện vọng này với tiền bối tại Bernabeu. Gareth Southgate đã chính thức chia tay đội tuyển Anh sau 8 năm cầm quyền vì huấn luyện viên 53 tuổi ra đi sau khi Euro 2024 thất bại, giải đấu mà Tam Sư để thua Tây Ban Nha ở trận chung kết. Sau khi Gareth Southgate ra đi, thông tin mà giới mộ điều quan tâm nhất vào thời điểm này của đội tuyển Anh là FA sẽ bổ nhiệm ai thay thế. Theo báo giới xứ sở sương mù, năm ứng cử viên đã lọt vào tầm ngắm của các quan chức Liên đoàn bóng đá Anh là Graham Potter, Eddie Howe, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino và Jurgen Klopp. Riêng Independent, tờ báo nổi tiếng nước Anh, đã tiết lộ mục tiêu hàng đầu mà FA nhắm tới là Pep Guardiola. FA cũng sẵn sàng chờ Pep Guardiola đến năm 2025, thời điểm ông hết hạn hợp đồng với Man City để bổ nhiệm vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha thay thế Southgate. Trong thời gian chờ Pep Guardiola, FA sẽ bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này là cựu cầu thủ của Everton, huấn luyện viên hiện tại của U21 Anh, Lee Carsley. Về phía Pep Guardiola, nhà cầm quân người Tây Ban Nhà đã nhiều lần bóng gió đi khả năng chia tay Man City sau mùa giải 2024-2025. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ESPN Brazil vào tháng 2 năm nay, Pep đã bày tỏ tham vọng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia dự World Cup trong tương lai. Trước khi lọt tầm ngắm của FA, Pep Guardiola từng được Liên đoàn bóng đá Brazil mời chào. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Barca và Bayern đã từ chối vì tôn trọng hợp đồng với Man City. Theo AMC Sport, Marseille và Mason Greenwood đã đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Cầu thủ người Anh chỉ còn chờ kiểm tra y tế để chính thức trở thành tân binh của đội chủ sân Veyron sau Lilian Basria và Ismael Kone. Trước đó, Man United và Marseille đã đạt được thỏa thuận về vụ chuyển nhượng này. Câu lạc bộ Ligue 1 sẽ trả cho đối tác Premier League 31,6 triệu euro, bao gồm 27,6 triệu euro phí chuyển nhượng và 4 triệu euro phụ phí. Ngoài ra, Man United sẽ được hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu Marseille bán Greenwood cho bất cứ đội bóng nào khác. Điều khoản này sẽ có hiệu lực từ tháng 6 năm 2025 đến hết tháng 9 năm 2029. Hồi tuần trước, Mason Greenwood đã trở lại Carrington nhưng không phải để tập luyện mà đã đàm phán với ban lãnh đạo Man United. Chân sút sinh năm 2001 muốn Man United tạo điều kiện để anh rời đi sớm nhất có thể. Tân thuyền trưởng của Marseille, huấn luyện viên Roberto De Zerbi cũng không ngần ngại nói với cầu thủ 23 tuổi. Chắc chắn Greenwood là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi không quan tâm đến những yếu tố ngoài sân cỏ. Bất kỳ cầu thủ nào ký hợp đồng với Marseille, tôi đều sẽ coi như con. Tôi sẽ bảo vệ họ trong mọi trường hợp.